Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá ngày hôm nay, ngày 18 tháng 3 năm 2024, cùng kênh Mê Bóng Đá. West Ham chưa từ bỏ Harry Maguire. Đại gia ngoại hạng Anh tranh giành sao Bundesliga. Bayern Munich lên kế hoạch giữ chân Musiala. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá ngày hôm nay, cùng kênh Mê Bóng Đá thưa quý vị. MU gần như sẽ trả lại Amrabat. Theo Football News, MU chắc chắn không có ý định mua đứt tiền vệ Amrabat và sẽ trả cầu thủ này về Fiorentina. Được biết, Juventus chính là đội bóng muốn có được sự phục vụ của cầu thủ này. Dù được kỳ vọng sẽ tăng cường cho hàng tiền vệ MU, song những gì tốt nhất mà cầu thủ người Maroc để lại đã là World Cup 2022, với việc từng khiến cho bộ đôi tiền vệ Busquets và Rodri phải bất lực. Nhưng với sự trình diễn tệ bạc của anh trong những trận đấu diễn ra gần đây, điều này khiến ban lãnh đạo không hài lòng và đưa ra quyết định sẽ trả cầu thủ này về Fiorentina, chứ không mua đứt anh như thỏa thuận trước đó. Bayern Munich lên kế hoạch giữ chân Musiala. Trước sự dòng ngó của nhiều đội bóng lớn, Bayern Munich đang lên kế hoạch giữ chân tài năng trẻ Musiala. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ Bayern đã chuẩn bị một bản hợp đồng mới dành cho Musiala. Những cuộc đàm phán sẽ được bắt đầu trong vài tháng tới. Hợp đồng hiện tại của sao Mai người Đức chỉ còn thời hạn tới năm 2026. Vì vậy, việc gia hạn hợp đồng với Musiala là ưu tiên của đội chủ sân Allianz Arena. Nếu đặt bút ký vào bản hợp đồng mới, ngôi sao 21 tuổi sẽ được tăng lương đáng kể so với mức lương đang nhận hiện tại. Sếp lớn Inter Milan khẳng định tương lai Lautaro Martinez. Vào mỗi mùa hè, tương lai của tiền đạo Lautaro Martinez luôn là chủ đề được quan tâm tại Inter Milan. Đã có nhiều tin đồn về bến đỗ mới dành cho ngôi sao người Argentina trong bối cảnh hợp đồng của anh với Inter chỉ còn thời hạn tới năm 2026. Tuy nhiên, giám đốc điều hành của Inter Milan đã lên tiếng khẳng định tương lai của đội trưởng Inter Milan. Chúng tôi sẽ hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với Lautaro Martinez vào cuối mùa giải này. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với Lautaro cùng người đại diện. Chúng tôi chỉ nhìn thấy một viễn cảnh duy nhất, đó là Lautaro sẽ ký hợp đồng mới và ở lại Inter. Pep Guardiola bỏ lỡ hợp đồng bom tấn với Jude Bellingham. Mới đây, Cardinal đưa thêm một tin tức đáng chú ý là cuộc gọi 3 tiếng đồng hồ giữa Pep Guardiola và Jude Bellingham cho thương vụ chuyển nhượng vào hè năm ngoái, trước khi tiền vệ người Anh chuyển đến đầu quân cho Los Blancos. Tờ báo của Tây Ban Nha cho biết Pep Guardiola cực kỳ thích Bellingham ở thời điểm đó và đã làm nhiều việc để có thể tiếp cận anh. Trong đó có lời đề nghị với mức lương cao hơn dành cho anh so với những gì mà Erling Haaland nhận được nếu anh đồng ý đến Etihad. Tuy nhiên sau đó, Bellingham đã quyết định đến Madrid thay vì Manchester và trở thành ngôi sao số 1 hiện tại ở Santiago Bernabeu. Với màn trình diễn ấn tượng và thành tích ghi bàn vô cùng đáng nể của anh, điều này đã khiến cho Pep Guardiola vô cùng hối tiếc khi bỏ lỡ anh vào mùa hè năm đó. Real Madrid sáng cửa chiêu mộ Varane mới. Trung vệ Iorio của câu lạc bộ Lille đang nổi lên như một trong những trung vệ trẻ hàng đầu châu Âu. Real là câu lạc bộ tỏ ra quyết tâm nhất trong cuộc đua chiêu mộ cầu thủ được mệnh danh Varane mới. Đội bóng thành Madrid sẵn sàng chi ra 30 đến 40 triệu euro cho thương vụ này. Trong những năm gần đây, Los Blancos đã từng thành công trong việc chiêu mộ hai sao trẻ từ Ligue 1, đó là Camavinga và Tchouameni. Mourinho tái xuất. Theo Bild, trong bối cảnh Xabi Alonso đang nghiêng về việc dẫn dắt Liverpool, Bayern Munich đã cân nhắc chuyển hướng sang mời Jose Mourinho về dẫn dắt đội bóng xứ Bavaria. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha hiện đang thất nghiệp và sẵn sàng đảm nhiệm công việc mới ở phiên chợ hè tới, với nhiều đề nghị hấp dẫn từ các ông chủ Ả Rập hay một vài bến đỗ bất ngờ khác như MU hay Chelsea. Ivan Toni kết nối Real. Ivan Toni khi được hỏi về cái kết hoàn hảo cho mùa hè của mình, anh nói nếu Brentford bán tôi và họ kiếm tiền, còn tôi chuyển đến Madrid và tất cả đều tốt. Anh nói với Sky Sports, đại gia ngoại hạng Anh tranh giành sao Bundesliga. Theo tờ Bild của Đức, một loạt ông lớn tại giải ngoại hạng Anh đang để mắt tới tiền đạo Malen của Dortmund. Liverpool là câu lạc bộ mới nhất nhảy vào cuộc đua giành ngôi sao người Hà Lan. Bên cạnh đó, MU cũng quan tâm đến việc chiêu mộ cầu thủ này. Thật may chính quỷ đỏ có thể đề xuất phương án trao đổi giữa Malen và Sancho, cầu thủ đang được cho mượn tại Dortmund. Arsenal cũng đang theo dõi sát sao tình hình của Malen, người từng có thời gian khoác áo pháo thủ trong quá khứ. Vâng, và trước khi tiếp tục video, thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Nhà báo uy tín xác nhận tương lai Ten Hag tại MU. Mới đây, nhà báo David Ornstein của tạp chí The Athletic đã khẳng định không có bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy MU sẽ chia tay Erik Ten Hag sau khi kết thúc mùa giải năm nay. Đây là một trong những nhà báo có tiếng về tin tức chuyển nhượng, qua đó chấm dứt những tin đồn xoay quanh chiếc ghế của vị chiến lược gia người Hà Lan. Xét trên nhiều góc độ, vẫn chưa có thể đánh giá hết tình hình ngay lúc này bởi đội hình quỷ đỏ đang được chắp vá do có quá nhiều cầu thủ bị chấn thương. PSG chốt sau Bayern Munich để thay thế Mbappe. Theo tờ Sport Bild tiết lộ, Nabri của Bayern Munich đang được ban lãnh đạo PSG đánh giá rất cao. Nabri hiện được định giá khoảng 45 triệu euro trên chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt. Trước đó, PSG từng dành sự quan tâm cho Rafael Leao của AC Milan và đặc biệt là Marcus Rashford của MU. Tuy nhiên, hai cầu thủ này dự kiến sẽ ngốn những khoản ngân quỹ khổng lồ. PSG hiện đang tìm người thay thế vị trí mà Mbappe để lại, cầu thủ trên đà gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do. Dortmund đặt giá cho Malen.
Dortmund được cho là chấp nhận mức phí trị giá 60 triệu euro cho Jonny Malen trong bối cảnh cầu thủ người Hà Lan còn hợp đồng đến hè 2026. Malen là ngôi sao đóng góp 13 bàn và 4 kiến tạo tại Bundesliga mùa giải 2023-2024. Giám đốc thể thao Dortmund đã nhiều lần nhấn mạnh rằng ông không muốn chia tay cựu tiền đạo PSV, ngay cả khi anh sẽ giúp câu lạc bộ thu về khoản phí ổn. West Ham chưa từ bỏ Harry Maguire. Vào mùa hè năm ngoái, trung vệ Harry Maguire đã từng rất gần với việc chia tay MU để chuyển tới West Ham. Tuy nhiên rốt cuộc thương vụ đã đổ bể do đội bóng thành London không thể đạt thỏa thuận cá nhân với cầu thủ này. Tuy nhiên theo tờ The Sun, West Ham vẫn chưa từ bỏ việc chiêu mộ Harry Maguire. Đội chủ sân London dự định sẽ quay trở lại hỏi mua trung vệ người Anh vào mùa hè 2024 với mức giá khoảng 15 triệu bảng. Hợp đồng của Maguire chỉ còn thời hạn tới năm 2025. Vì vậy mùa hè tới là thời điểm mà MU cần lựa chọn giữa việc gia hạn hợp đồng hoặc bán cựu đội trưởng của mình. Arsenal mua thần đồng. Ngày 17 tháng 3, Arsenal đã xác nhận việc ký hợp đồng với hậu vệ 16 tuổi Clark từ Wolves. Clark có thể chơi ở vị trí trung vệ và hậu vệ phải. Anh đã gia nhập học viện của câu lạc bộ và đã ngay lập tức ra mắt đội tuyển U18 Arsenal. MU gặp khó thương vụ trung vệ Todibo. Giới thượng tầng cấp cao tại Nai đã sẵn sàng ngăn chặn bất kỳ động thái nào từ MU đối với hậu vệ Todibo, bất chấp quyền sở hữu chung của hai câu lạc bộ dưới thời Sirim và tập đoàn INEOS. Chelsea nổ bom tấn, chủ tịch Napoli nhấn mạnh rằng Victor Osimhen sẽ chỉ được bán nếu điều khoản giải phóng của anh được đáp ứng. Hợp đồng được cho là rơi vào khoảng 120 đến 130 triệu euro. Người đại diện của Abraham gặp Milan. Theo Football Italia, người đại diện của tiền đạo Abraham của Rome đã gặp gỡ những người đứng đầu AC Milan tại trụ sở của câu lạc bộ. Mức giá mà Rome để cho tiền đạo này ra đi rơi vào khoảng 30 triệu euro. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng chuyển nhượng bóng đá hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.